Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái câu chuyện của các nhân vật tên Lan. Tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ chính thức tuyên án bà Trương Mỹ Lan sau một khoảng thời gian dài đã đưa vụ án ra xét xử. Chưa biết rằng là với ba tội danh đó thì bà Trương Mỹ Lan phải nhận cái mức án như thế nào. Từ phía Viện Kiểm sát thì đã đề nghị tổng hợp hình phạt đối với bà Trương Mỹ Lan, đó chính là mức án cao nhất là tử hình. Nhưng mà rất là nhiều những ý kiến khác nhau, một số những cái chuyên gia thì họ cho rằng là khả năng thì bà Trương Mỹ Lan vẫn còn có cơ hội có thể được sống. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì phía Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án, thì thông tin đó Thanh Quyền cũng sẽ cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta trong cái video sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án bà Trương Mỹ Lan ha. Rồi trở lại với một nhân vật cũng là tên Lan, rất là nổi trội trong drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta biết rồi, đó chính là chị Lan. Tối ngày hôm qua đó cả nhà, sau khi mà gọi tên một số những cái nhân vật lãnh đạo cấp cao rồi, ai lên Lan cũng gọi tên hết trơn á, những người mà có liên quan tham gia vào cái vụ án của Lan thì Lan đều gọi tên. Sau khi phiên tòa kết thúc, Lan cũng gọi tên luôn thẩm phán, công an tỉnh Bình Dương, công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là có dính đến chị Lan là vô cùng mệt mỏi với chị Lan luôn cả nhà. Nhưng mà mới đây còn ghê gớm hơn luôn, Đinh Lan gọi tên luôn vị lãnh tụ của quốc gia luôn, cô chú anh chị, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn. Thấy ớn không cả nhà? Chúng ta được biết rằng là rất là nhiều những cái cá nhân, những cái tấm gương giống như là Nam Em nè cả nhà. Nam Em cũng đã từng gọi tên Bác Hồ trên những buổi live stream của mình, mặc dù là những cái lời lẽ đó nó cũng bình thường thôi, không có xúc phạm, chỉ nói rằng là tôi yêu Bác Hồ, rồi là nhớ những cái lời Bác Hồ dạy, rồi như thế này như thế khác. Nhưng mà cô ấy đã mượn tên của một vị lãnh tụ của một quốc gia để mà mang vào cái câu chuyện cá nhân của mình, dùng những câu nói của Bác Hồ để mà gắn ghép vào cái câu chuyện của mình. Và ngày hôm nay thì chị Lan cũng y chang như vậy luôn cô chú anh chị. Nam Em thì vừa qua vừa mới bị xử phạt thêm một lần nữa, lần thứ hai, với cái tình tiết gọi là tăng nặng tái phạm đó, tiếp tục bị phạt xử lý hành chính. Bên cạnh đó là kiến nghị ngăn chặn luôn tất cả những cái tài khoản của cái cô này, từ TikTok cho đến gọi là Facebook, thì cũng liên quan đến những cái phát ngôn và những có những cái câu từ đó liên quan đến anh hùng dân tộc của chú anh chị. Thì chị Lan sau khi mà chúng ta thấy rằng là gọi tên thẩm phán nè, gọi tên gọi là bác Tô Lâm, rồi cho đến là chủ tịch nước, thì ngày hôm nay Đinh Lan lại mang gọi là một vị lãnh tụ của quốc gia luôn, là anh hùng dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh, Đinh Lan lại gắn ghép vào cái, lôi vào cái câu chuyện của mình luôn cả nhà. Mình nghĩ rằng là đối với cái lần này thì về phía cơ quan chức năng phải nhanh chóng thôi, khẩn cấp vào cuộc để mà xử lý xem xét cái nội dung của chị này thôi cô chú anh chị. Bởi vì là nó quá đáng rồi, không thể nào mà có thể dửng dưng như vậy. Nhưng mà Đinh Lan nói đó là sau phiên tòa, nếu như Đinh Lan lôi bà Nguyễn Phương Hằng ra chửi thì mới bị tội, chứ còn gọi là lên phản biện lại các YouTube thì Đinh Lan không sợ. Thậm chí Đinh Lan nói đó, nếu mà công an đến nhà đó Đinh Lan đó, thì Đinh Lan sẵn trớn Đinh Lan lôi cái vụ YouTuber ra luôn. Thấy ghê không? Đinh Lan bây giờ nói là nói chung là mong muốn công an đến nhà luôn. Thấy ghê không cả nhà? Nói là công an đến đi thì tôi hỏi cái vấn đề 55 lá đơn luôn. Thì 55 YouTuber, Đinh Lan liệt kê cái tên ra, nói rằng là các YouTuber này làm nhục tập thể Đinh Lan, đến nhà quậy phá, đánh chị gái chị của Lan. Nhưng mà chúng ta biết rằng về phía công an quận Gò Vấp đang điều tra cái vụ này, và đến nhà Đinh Lan ngày hôm đó chỉ có vài người thôi, chứ đâu ra 50 mấy người của chú anh chị, vu khống một cách trắng trợn. Còn cái câu chuyện mà Đinh Lan nói là sau phiên tòa, nếu mà tôi lôi bà Nguyễn Phương Hằng ra chửi đó thì tôi vi phạm, chửi hàng ngày đó, dặn lôi cái tên ra hoài đó. Thậm chí không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan còn lôi thẩm phán, lôi công an Thành phố Hồ Chí Minh ra, rồi là công an Gò Vấp ra, rồi cảnh sát khu vực ra, để mà Đinh Lan gọi là biêu điếu trên không gian mạng. Mới đây nè, mới đây luôn thì Đinh Lan đã lôi luôn tên vị anh hùng dân tộc, một lãnh tụ của quốc gia, chủ tịch Hồ Chí Minh ra để
mang vào cái câu chuyện của mình luôn. Thấy ghê không cô chú anh chị? Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan học theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói rằng chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Chúng ta càng nhân nhượng thì quân địch càng lấn tới. Do vậy dân phải đứng dậy kháng chiến, chống lại quân giặc. Rồi Đinh Lan nói rằng hiện tại đó là tôi đang chống giặc nội xâm. Tôi học theo cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đất nước ta đang bị xâm phạm, đang bị nội xâm, đang tung hoành suốt 3 năm với tên gọi bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Nói là giặc nội xâm. Còn cái lời nói, những cái câu từ, những cái phát ngôn của vị Chủ tịch Bác Hồ đó cả nhà. Phát ngôn của Bác Hồ đó là ngay cái thời điểm mà chúng ta còn nhớ là chúng ta đang bị gọi là đô hộ. Chúng ta đang bị gọi là thời đó là thời chiến tranh. Cho nên là bác mới nói những cái câu từ này. Còn cái thời điểm hiện tại nó khác lắm. Nhưng Đinh Lan mang ra, Đinh Lan mang cái câu nói này ra để mà Đinh Lan gắn vào cái câu chuyện mà bản thân một mình Đinh Lan chống lại giặc nội xâm. Đinh Lan lại kiểu như là bây giờ là xem mình như là một vị gọi là anh hùng gì đó, ghê gớm lắm cả nhà. Trong khi thì bà Nguyễn Phương Hằng đó là một người gọi là giúp đỡ cho hàng biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu con người đã được bà Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ luôn. Biết bao nhiêu cái công trình, biết bao nhiêu cái gọi là cái quỹ từ thiện giúp đỡ cho hàng triệu người. Công trình rồi nói chung là những cái quỹ từ thiện khác nhau không thể kể hết. Nhưng mà Đinh Lan thì cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng là giặc. Còn bản thân của Đinh Lan là một cái con người nói chung là đi du khống xuyên tạc người ta, không giúp được gì cho đời, cho xã hội hết trơn. Thì rêu rao trên không gian mạng, kể công, đưa ra cái những cái thông tin là tôi đã giúp cho gọi là cục C09 rồi cục này cục kia, nói chung là những cái vụ án. Cái kiểu như Đinh Lan nói rằng là không có Đinh Lan là không làm được đó cả nhà. Giống như cái câu chuyện mà của một nhân vật gì đó tấn công nhà chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gì đó. Đinh Lan nói là Đinh Lan công lớn, không có Đinh Lan không bắt được. Đinh Lan cái kiểu như là nói rằng là vì phía không có Đinh Lan là cơ quan chức năng người ta biết bao nhiêu các ban ngành, từ gọi là cơ quan cảnh sát rồi cho đến an ninh là không làm gì được luôn. Chỉ có nếu như gắn mặt Đinh Lan. Đinh Lan nói chung là mang mình gọi là đưa mình lên, thấy ghê không có chú anh chị? Phối hợp với cục này cục kia giúp cho hàng trăm triệu người dân. Ủa cái kiểu cái giọng điệu của Lan giống như là cơ quan chức năng ở Việt Nam không làm được gì hết. Nếu như không có Lan gì cả nhà, nếu như không có Lan là không được, không giúp được người dân, không bắt được tội phạm gì đó. Kiểu như vậy. Thì mới đây thì cái câu chuyện mà liên quan đến cái đường con đường cao tốc vài chục triệu đô á cả nhà. Thật ra thì cái con đường này đó là sự hợp tác của Việt Nam và Lào nó đã có từ rất là lâu rồi. Theo thông tin thì đang được thúc tiến, và cái sự hợp tác này người ta đã công bố từ rất lâu rồi, nhưng Đinh Lan mang vào là câu chuyện của mình. Đinh Lan đang móc nối các doanh nghiệp để có thể gọi là phát triển, xây dựng đường cao tốc các tỉnh thành ở phía Bắc. Nói chung là hàng triệu đô la. Mang vào cái câu chuyện của mình đó, thánh nổ mà. Thì đem cái lớp vỏ bọc như vậy, nếu có ai mà dại dột lỡ tin lời Lan, bị Lan gài vô một phát một toang liền cả nhà. Thật ra là cái câu chuyện đó là cái chuyện của quốc gia, của nhà nước người ta đang hợp tác. Nhưng mà Đinh Lan thì nhảy vào nói rằng là tôi đang móc nối đó, tôi đang làm cái câu chuyện đó. Có ai muốn hợp tác với tôi hay không? Mình thấy khá là buồn cười cô chú anh chị. Thì rất là rõ rệt thôi. Cái kiểu Lan là Lan muốn nhảy vào, Lan kiếm ăn. Không biết là có mối quan hệ kiểu gì đó cả nhà. Nhưng mà mình thấy rằng cái chị này thì ai thì dám làm ăn với Lan giờ này nữa cả nhà. Nếu như thật sự có mối quan hệ, ai dám làm ăn với Lan giờ này nữa cô chú anh chị. Người ta thấy ớn rồi, xây nhà thôi mà còn nợ tiền không trả, sửa cái nhà thuê đó, tiền rượu đó mấy chục triệu cũng nợ nần, cũng gọi là lên chửi bới người ta, người ta đòi không trả. Vậy thì cái số tiền gọi là vài trăm triệu hay là vài tỷ đó thì ai dám làm ăn với Lan, chứ huống chi nói đến cái câu chuyện gọi là triệu đô của chú anh chị. Còn ngày hôm nay đó mang những cái câu từ, những cái lời nói vĩ đại của Bác Hồ ra để mà gắn ghép vào cái câu chuyện của chị Lan. Lan so sánh cái gì? Lan so sánh rằng là mình là ngang hàng hay sao?
mang những cái câu từ, mang cái lời phát ngôn vĩ đại của Bác Hồ ra để mà lôi vào cái câu chuyện của mình, so sánh là tôi cũng đang gọi là chống giặc nội xâm, mang tên Nguyễn Văn Phan là đồng phạm. Ôi trời ơi, Đinh Lan kiểu dí mình như là một vị gọi là anh hùng luôn á cô chú anh chị, thấy ghê không? Trong khi là tối ngày lên gọi là xúc phạm cơ quan chức năng, nói tôi yêu đất nước Việt Nam, yêu đảng cộng sản đồ, nhưng mà tố công an không à. Cái câu chuyện mà người ta đang điều tra Đinh Lan đi tố các YouTuber thì cơ quan chức năng, đặc biệt là công an Gò Vấp vẫn đang điều tra thôi cả nhà, đang điều tra luôn mà theo mình biết được. Và một số các anh em đã lên làm việc theo cái gọi là sự giấy mời, giấy triệu tập của công an quận Gò Vấp rồi. Thì chứng tỏ một điều, người ta vẫn đang trong cái quá trình làm việc điều tra. Nhưng mà Đinh Lan thì sao? Đinh Lan thì lên trên mạng để mà lưu loa là cơ quan chức năng thế này, công an Gò Vấp mấy chục năm nay tại sao không làm này kia kia nọ các thứ. Mấy năm nay tôi tố cáo không có gì cả, đơn bây giờ thách công an luôn. Bây giờ Đinh Lan nói, Đinh Lan lên chửi đó, công an đến nhà thì Đinh Lan sẵn dịp là Đinh Lan gọi là hỏi về cái vụ gọi là 55 lá đơn, 55 bộ đơn của Đinh Lan luôn cả nhà. Mình thấy khá là hài hước đối với chị này luôn cô chú anh chị. Bởi vì tố cáo đó thì phải có những cái chứng cứ cho nó rõ ràng thì cơ quan chức năng người ta mới gọi là thụ lý, người ta xem xét. Còn gọi là cái đương không tố khơi thời gian đâu mà có thể nói là tối ngày công an Gò Vấp nói chung rất là mệt với Lan cả nhà. 55 lá đơn, cô chú anh chị thử nghĩ coi, tối ngày chỉ câu đơn của Đinh Lan không hay là như thế nào, không làm được chuyện khác với là chị Lan luôn đó cô chú anh chị. Còn cái vấn đề liên quan đến gọi là giám đốc thẩm như là Đinh Lan đã tiết lộ rằng là đến ngày 20 này, đến ngày 20 tháng 4 đó, thì sau khi mà luật sư của Lan cũng như là Lan nhận được cái văn bản cái từ phía tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh thì Đinh Lan sẽ gửi giám đốc thẩm, thì mình cũng rất là mong cái điều này cô chú anh chị, rất là mong. Mình thách Đinh Lan luôn, Đinh Lan nói Đinh Lan sẽ làm tất cả mọi thứ để giám đốc thẩm, em mình thách Đinh Lan luôn, thách Đinh Lan làm mà gọi là được giám đốc thẩm. Bởi vì mình tin rằng nếu như thật sự chị Lan này dám gửi giám đốc thẩm thì người ta sẽ trả lời về văn bản ngay lập tức, tòa án tối cao người ta trả lời về văn bản ngay lập tức, giống như cái câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai thôi, giống y chang như cái câu chuyện của Thiền Am Bộ Vũ Trụ vậy đó cô chú anh chị. Hoặc là cái vụ của cho đến là cái vụ của bé Văn An, bé 8 tuổi mà luật sư Nguyễn Anh Thơm đó cũng đã gửi giám đốc thẩm. Chúng ta còn nhớ đó, cái vụ đó đó gửi giám đốc thẩm đó còn gọi là chưa xem xét được lại được cái hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái là cùng với cái tội danh là giết người đó. Và vì luật sư Nguyễn Anh Thơm sau khi gửi giám đốc thẩm thì vì phía tòa án nhân dân tối cao người ta cũng đã có cái văn bản trả lời về. Thì mình tin rằng để cho Lan gọi là sáng mắt luôn, lột trần cái bộ mặt thật của chị Lan ra luôn, Lan gửi giúp thẩm đi, mình tin chắc rằng cũng sẽ có văn bản trả lời về ngay lập tức luôn, không lâu đâu, trả lời về ngay lập tức cho chị Lan về cái nội dung mà Đinh Lan yêu cầu giám đốc thẩm luôn. Đinh Lan xạo ke thôi cả nhà, Đinh Lan xạo quần thôi. Đinh Lan bây giờ tuyên bố giám đốc thẩm cái kiểu như là để mong muốn kéo dài thời gian, kiểu như là vợ tôi vẫn đang gửi giám đốc thẩm, tôi đang kiến nghị lại cái này kia nọ để làm gì, để gọi là tránh né cái sự làm việc của từ phía BC02 liên quan đến những lá đơn của bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Chứ bản thân Đinh Lan bây giờ đó cô chú anh chị, gửi giám đốc thẩm người ta trả lời cái bụp lại liền, trả lời lại ngay lập tức là không có đủ căn cứ để mà giám đốc thẩm đâu cô chú anh chị. Tôi phải muốn giám đốc thẩm là giám đốc thẩm đâu chị Lan. Còn nói về cái câu chuyện mà của mấy luật sư Thiền Am ha, thì mới đây trên một số các cơ quan báo chí đó cả nhà thì cũng đã có cái thông tin liên quan đến hai đối tượng Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến đã bị đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đó đã gọi là chính thức đuổi ra khỏi đoàn, bởi vì một số những cái lý do, điều đặc biệt đó là rất lâu rồi không hoạt động, rồi cho đến là nợ phí đó cả nhà. Thì mình thấy rằng đây cũng chỉ là một cái vấn đề gọi là thủ tục thôi. Ở ngày 10 tháng 4 nè, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến. Đặng Đình Mạnh thì 54 tuổi, Nguyễn Văn Miến thì 58 tuổi. Theo đó, ông Mạnh và ông Miến đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, quy định tại điểm C khoảng 5 điều 39
điểm B khoảng 3 điều 42 điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoảng 7 điều 40 quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh từng tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Sau đó hai luật sư này đã bị công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện tại thì các đối tượng này vẫn đang bỏ trốn, chui nhủi như một con chó luôn. Và mình thấy rằng đồng đội của các nhân vật này thì vẫn còn ở Việt Nam. Và một trong số đó là những người tham gia bảo vệ cho Lan trong cái phiên tòa ngày 4 tháng 4 tại tòa cấp cao. Thì với những cái giọng điệu khá là quen thuộc thôi. Thì đã tư vấn cho chị Lan. Sau đó thì chị Lan trở về thì vẫn cái giọng điệu đó, lôi một số các tên thẩm phán ra. Thì mình nghĩ rằng đó khả năng khá là cao họ lại có liên quan, họ lại có mong muốn được một cái tấm vé nào đó bên một cái quốc gia nào đó, rồi để mục đích đây làm gì cả nhà. Khi mà đạt được rồi họ quay sang họ gọi là xuyên tạc cái nơi mà chính họ đã sinh ra, họ xuyên tạc, họ vu khống, họ chửi bới cái nơi mà chính ông bà cha mẹ của họ đã từng chôn nhau cắt rúng, cái nơi mà đã nuôi sống họ, con người họ, nuôi sống ba mẹ dòng họ của bọn họ. Nếu như không có cái nơi đây này là đất nước Việt Nam đó thì sẽ không có những cái con người mà gọi là ăn cháo đá bát như là những cái kẻ gọi là hiện tại đó, là như là lưu vong đó cô chú anh chị, những cái thành phần đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là bản thân của chị Lan cái đến thời điểm này thì mình nghĩ rằng là về phía cơ quan chức năng cũng sẽ phải có cái biện pháp thôi. Bởi vì bây giờ lôi đến tên gọi là của Bác Hồ luôn rồi, không phải là một cái gọi là cái nhân vật để mà Lan muốn lôi vào câu chuyện nào là lôi được, cô chú anh chị. Không muốn nhắc tên là nhắc tên được đâu cả nhà. Một số những cái cá nhân mà cũng đã từng nhắc tên và bị vướng vào vòng lao lý luôn chứ không phải đùa đâu cô chú anh chị. Nhưng mà để xem rằng thì chị Lan này sẽ bị xử lý ra sao với những cái nội dung của mình vừa mới phát ngôn ha cả nhà. Rồi, còn liên quan đến cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật sau khi tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án để gửi đến cho tất cả cô chú chị. Theo quý vị nghĩ rằng thì bà Trương Mỹ Lan đó phải chịu mức án như thế nào? Có phải là mức án cao nhất hay liệu rằng sẽ được còn cơ hội để có thể gọi là trở về hay là cho đến là chung thân? Thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật trong những video sau. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, con hay gọi người ta gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì? Là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký, nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.